Ông Mai Văn Kiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo như vậy tại cuộc họp ứng phó với bão số 3 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức chiều ngày 4 tháng 9. Xem xét nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 5 nếu thành siêu bão. Theo ông Kiêm, lúc 14 giờ chiều nay ngày 4 tháng 9, bão số 3 đang ở cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 710 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 118 tới 133 km/h, giật cấp 15. Ông Kiêm nói, sau khi vào Biển Đông, trong vòng hơn 24 giờ, cường độ bão đã tăng 4 cấp. Hiện nay, nhiệt độ nước biển đang rất cao, các điều kiện khí quyển cũng rất thuận lợi để bão mạnh lên. Trong 24 tới 48 giờ tới, cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên cho đến khi áp sát vùng biển phía Đông đảo Hải Nam, Trung Quốc. Theo ông Khiêm, các dự báo của Việt Nam và quốc tế tương đối thống nhất về mặt quỹ đạo di chuyển và cường độ. Hầu hết các dự báo quốc tế đều nhận định bão tăng cường độ lên cấp 15, có đài dự báo cường độ bão đạt cấp siêu bão là cấp 16. Ông Kiêm nói, trong bản tin 11 giờ trưa ngày 4 tháng 9, Việt Nam đã cập nhật trong 24 tới 36 giờ tới, bão số 3 có khả năng mạnh lên cấp 15. Với tình hình như hiện nay, có những phương án tính toán do bão có thể đạt cấp 16, thậm chí cấp 17 thì gây tác động rất lớn. Do vậy, trong chiều đến tối nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang xem xét nếu các tính toán đồng thuận tin cậy thì chúng tôi có khả năng cập nhật dự báo bão số 3 có thể đạt cấp siêu bão là gió mạnh cấp 16. Trong trường hợp cường độ bão mạnh lên cấp 16 thì các phương án chỉ đạo của chúng tôi sẽ phải thay đổi vì khi đó chúng tôi sẽ cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 5, rủi ro thiên tai ở mức thảm họa. Trọng tâm bão, ảnh hưởng Quảng Ninh, Ninh Bình, Ông Kim cho biết, dự báo đến hiện tại, 14 giờ chiều ngày 4 tháng 9, khoảng đêm ngày 6 đến rạng sáng ngày 7 tháng 9, bão số 3 sẽ vào vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12, cấp 13 giật cấp 15 và hướng vào ven biển các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khả năng có gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật cấp 12. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Ông Kim nói, mưa lớn và gió mạnh trên đất liền ở Việt Nam phụ thuộc vào hướng di chuyển của bão. Nếu bão đi lệch lên phía bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc thì tác động sẽ giảm và cho biết dự báo còn khoảng 54 giờ nữa, bão mới tiếp cận bờ nên vẫn còn có những thay đổi với cường độ, hướng di chuyển, người dân và cơ quan chức năng cần theo dõi sát các dự báo. Về tác động của bão trên biển, ông Kim cho biết hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 14, giật cấp 17, biển động dữ dội. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, bão số 3 tiếp tục tăng cường độ, gió mạnh có thể đạt tới cấp 15 giật trên cấp 17 vùng gần tâm bão. Cũng không loại trừ khả năng gió bão mạnh lên cấp 16 là cấp siêu bão khi ở phía đông đảo Hải Nam. Đối với đất liền, từ trưa đến chiều ngày 7 tháng 9, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, đặc biệt là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là các tỉnh thành trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão, có thể có gió mạnh từ cấp 9 đến cấp 11, giật cấp 13. Ông Kiêm nói thêm, trường hợp bão đi lệch lên phía Bắc thì tác động của bão sẽ thấp hơn, còn trường hợp xấu hơn, bão lệch xuống phía Nam thì hoàn lưu bão sẽ bao trùm các tỉnh Đông Bằng, thậm chí cả Hà Nội, Bắc Ninh cũng chịu ảnh hưởng. Và nhấn mạnh, nếu bão di chuyển đúng như dự báo hiện nay thì lượng mưa do bão số 3 là khá lớn, có nơi trên 500mm. Bão số 3 sau khi vào Biển Đông đã tăng 4 cấp, đang mạnh cấp 12 giật cấp 14 và có thể mạnh cấp 15 giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 7 tới 9 mét. Dự kiến, bão đầu bộ và ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh Bắc Bộ. Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão số 3, tên quốc tế là bão Yagi, ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc, 117,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc, khoảng 730 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 tới km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, khoảng 10 km/h dự báo đến 10 giờ ngày 5 tháng 9 vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,3 độ vĩ bắc 115,2 độ kinh đông cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 470 km về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 cấp 14 giật cấp 17 di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 10 tới 15 km/h đến 10 giờ ngày 6 tháng 9 vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc 111,9 độ kinh đông cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 120 km về về phía đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 cấp 15 giật trên cấp 17 di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 10 tới 15 km/h đến 10 giờ ngày 7 tháng 9 vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,5 độ vĩ bắc 107,9 độ kinh đông trên khu vực vịnh bắc bộ sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 cấp 13 giật cấp 16 di chuyển theo hướng tây tây bắc khoảng 15 tới 20 km/h trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5 tới 7 m, vùng gần tâm bão 7 tới 9 m. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9 có thể tăng dần lên 9 đến 11 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua ngày 3 tháng 9 đã đưa dự báo hai kịch bản xảy ra với bão số 3. Kịch bản thứ nhất, bão số 3 có khả năng di chuyển lên phía Bắc ở khu vực Bắc của đảo Hải Nam Trung Quốc và di chuyển vào khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ vào khoảng từ đêm ngày 6 tháng 9 đến dạng sáng ngày 7 tháng 9. Kịch bản thứ hai, chiều ngày 6 tháng 9, bão số 3 đổi hướng về phía Tây Nam, đi vòng về phía Nam của đảo Hải Nam và đi vào vùng biển phía Nam của Vịnh Bắc Bộ. Như vậy, điểm đầu bộ của bão số 3 sẽ khác đi. Với hai kịch bản nêu trên, bão số 3 đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Nhận định, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, ngoài ảnh hưởng của gió mạnh trong bão, còn có khả năng gây sóng cao 7-9 mét, có khả năng đánh chim các tàu tài trọng lớn. Khi bão vào đất liền, hoàn lưu bão rất rộng và gây gió mạnh dọc theo các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, nếu bão số 3 đổ bộ vào theo kịch bản số 1, sẽ gây mưa to cho khu vực Bắc Bộ. Tuy nhiên, nếu bão đổ bộ theo kịch bản 2 thì sẽ gây mưa to lan rộng từ Bắc Bộ tới tận Thừa Thiên Huế. Nguy cơ rất cao, xảy ra ngập úng, lũ, lũ quét, sạt lở đất. Chiều nay ngày 4 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cuộc họp với các bộ ngành địa phương về việc triển khai giải pháp ứng phó với bão số 3. Bão số 3 rất mạnh, Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá, đến 14 giờ chiều nay, bão còn cách đảo Hải Nam 710 km, cường độ cấp 12 giật cấp 15. Như vậy, sau 24 giờ kể từ khi bão vào Biển Đông, bão đã tăng 4 cấp. Ông Khiêm thông tin, hiện trên Biển Đông đang có rất nhiều điều kiện để tạo thuận lợi cho bão mạnh lên. Các dự báo đều nhận định bão tiếp tục mạnh lên khi đến gần đảo Hải Nam Trung Quốc. Các dự báo quốc tế nhận định bão sẽ còn tiếp tục mạnh lên cấp 16 thậm chí cao hơn. Việt Nam cũng nhận định bão sẽ mạnh lên cấp 15. Khi đạt cấp siêu bão sẽ gây ra nhiều tác động, khi đó có thể phải điều chỉnh lại các phương án phòng chống thiên tai. Khoảng đêm ngày 6 tháng 9, bão vào vịnh Bắc Bộ ở cấp 12, cấp 13 giật cấp 15, vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật cấp 12. Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 sẽ có mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa dự báo đến 200 tới 300 mm, có nơi trên 500 mm, nguy cơ rất cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Ông Khiêm cho biết thêm một khả năng khác là bão lệch lên phía Bắc, đi dọc ven biển Quảng Tây Trung Quốc thì những tác động về mưa gió sẽ giảm hơn. Tuy vậy kịch bản này ít có khả năng xảy ra. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định cơn bão số 3 này tương tự với bão Kanmeji năm 2014, bão Talim năm 2023. Về tác động gió mạnh, lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày hôm nay, ngày 4 tháng 9, bão số 3 tiếp tục gây gió mạnh cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 16 ở vùng biển Bắc Biển Đông. Từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 9, bão duy trì cường độ mạnh 14 tới 15, giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão từ đêm ngày 6 tháng 9, vùng biển ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15. Từ trưa và chiều ngày 7 tháng 9, vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 10, cấp 11. Trên đất liền từ gần trưa và chiều ngày 7 tháng 9 từ Quảng Ninh tới Hà Tĩnh, trong đó Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình là 5 tỉnh thành phố dự báo chịu tác động của bão mạnh nhất. Gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 9 cấp 11, giật cấp 13, nếu bão đi lệch bắc thì tác động yếu hơn. Nhận định về sóng biển trong bão số 3, khu vực Bắc biển Đông, sóng cao 7 tới 9 m sau tăng lên 9 tới 11 m ngoài khơi vịnh Bắc Bộ bao gồm Bạch Long Vĩ Cô Tô, sóng cao từ 5 tới 7 m từ chiều ngày 6 tháng 9, sóng bắt đầu cao trên 3 mét. Vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Nghệ An từ 3 tới 5 mét. Nhiều tỉnh lên kế hoạch cấm biển. Báo cáo về công tác ứng phó bão, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã kiểm đếm hướng dẫn cho hơn 50.000 tàu cá với hơn 200.000 người, trong đó có 557 tàu trên hơn 3.000 người đang hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa, khu vực nguy hiểm. Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tranh trú. Ông Luận thông tin thêm các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6 tháng 9. Ngoài ra, khu vực ven biển, trên biển các tỉnh, thành phố, từ Quảng Ninh đến Nghệ An hiện có 49.380 ha, 19.144 lồng, bè và 3.806 tròi canh nuôi thủy sản. Nguy cơ rất cao bị thiệt hại khi bão vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12, cấp 13, giật cấp 16.